Xuân này em bán thế nào đây? Anh hỏi này. Xuân rừng. Lúc kinh nghiệm này, cái này cho lên cây thôi. Cho cho chọn hoang thôi, lên cây, bắn ghép lên cây. À, ép bên cây á. Ghép cây cho ra để gió, sóng dĩa cho cho chọn chết hết. Chậu nó thấp là nó chết hết, uống nước chết hết. Em phải ép bên cây. Còn loại to này em bán bao nhiêu nào đây? Trong khi 400 em. Hàng rừng á chứ bắt. Thôi chuyện ngọc kia bán anh một một bó đấy 40 đi. Nhậu vô túi rồi đây nè, cha đưa mời tụi bài. Đi to chi? To chi? Hả? Hả? Sao chị? Kêu họ bên kia. À, có bên kia, bên kia. Con vợ kia đi về với gia, với vợ nha. Em mới thôi giờ đành em nhốt lại thôi. Cây này hay rễ với nhau mà. Trồng sống tốt ghê chứ. Dạ. Thôi anh em với nhau làm đi. Chào đã. Dạ, yeah, đúng rồi. Hai cây. Dạ. Dạ. Hai cây dùng. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Cái cây đấy em bán mấy em? Rồi. 200 là từng đấy. Cây nó mập á, đẹp á.